ta bắt đầu bài học tối hôm nay. Thế không tí nó lại chặn nốt thì tôi nhục. Nha. À, sản phẩm của phản ứng. Thế thì ở đây nhá, cái phần benzen ấy, các em cần chú ý cho thầy, chú ý cho thầy cái này. Chú ý cái này là kinh khủng nhất này. Cái này là skin này. Skin cực kỳ kinh khủng của thầy này. Nhìn nhá. À, bọn màu benzen ấy thì nó có cái phản ứng thế vào. Đây gốc R. Nó chia thành hai loại này. R no. Và R không no. Nếu R no thì ưu tiên thế vào octo và para. R không no thì ưu tiên thế vào meta. Được chưa? R no là gồm những thằng nào? R no là gồm những thằng như là alkin, OH, OCH3. Được chưa? R không no là những thằng vinin. Đây, vinin. Được chưa? CHO. Vinin. CHO. Và COH. Đấy, NO2 là những thằng không no. Được chưa? Đấy, thì để mà mình bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay nhá, thì các em nốt lại cái chỗ này vào trong vở nhá. Được chưa? Các em nhớ nốt lại nhá. Nhớ nốt lại đấy. Nhớ nốt lại thì mình mới làm được chuẩn phần này. Phần này phần khác là quan trọng nhá. Bây giờ các em để buổi học hôm nay nó được tiến hành thuận lợi. Đấy, trước khi buổi học đang nghĩ hôm nay bây giờ phải lên được mấy trăm bạn rồi, nhưng mà hôm nay được có lên 105 bởi vì là thầy bị chặn Facebook mất rồi. Các em giúp thầy xem lại về tường nhá. Ừ, khó, dĩ nhiên là khó. Hơi mờ, các em có bị mờ? Thì các em nhớ là comment đáp án đây nhá. Đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là em dám comment đáp án. Được chưa? Đúng hay sai không quan trọng, bằng cái quan trọng là các em comment đáp án. Lịch cố định của 2K2 thì thực ra là 2K2 không có lịch cố định đâu các em ạ. Nhá. Nhưng mà khả năng cao sẽ là thầy sẽ cố gắng livestream một buổi cho 2K2 vào tối thứ 7. Nếu mà các em xe thật nhiều, ví dụ như tối nay mà lên được 500 xe. Tối nay mà lên được 500 xe thì thầy sẽ xem xét cái việc mà thầy livestream liên tục cho 2K2 vào tối thứ 7. Ok. Nhưng mà nếu mà không lên được 500 xe như kiểu các anh chị 2K1 thì thầy khó có thể livestream cố định cho các em lắm. Được. Đấy, các em hiểu cái gì? Đấy, thì bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Bây giờ chúng ta các em comment đáp án nhá. Các em comment đáp án nhá để thầy xem như là những bạn nào. Đấy, các bạn không bị mờ này, hết mờ rồi này và mạng nét rồi. Bây giờ mình có này, câu số 1 này. Các em nhìn nhá. Sản phẩm của phản ứng này là này. Các em cần lưu ý điều kiện nhá. Điều kiện này để thế vào vòng. Lưu ý này. Để thế hydro của carbon thơm, hay nói tắt là thế vào vòng ấy, thì bắt buộc phải có bột sắt và nhiệt độ. Được chưa? Còn thế hydro của carbon no nhá. Thế hydro carbon no thì chỉ cần ánh sáng. Mình lưu ý đây này. Ánh sáng này. Nhìn rõ chưa? Thế nên là thế vào hydro carbon no nhá. Thế C6H5OCH3 là anh này. Toluen đúng không? Toluen. Đây. CH3. Thì không thể thế vào vòng được. Thì thế này gì? Thì tạo thành gì? Mono thôi mà. CH2Cl. Anh nó có tên là gì nhỉ? Chẳng phải octo, không phải octo meta, bởi vì nó có thế vào vòng nó mà có vị trí octo với vị trí para, nó là benzin clorua. Thế phải viết lại là thành C6H5CH2Cl. Và các em cũng nhớ luôn cho thầy là cái thằng C6H5CH2 này tên nó là benzin, tránh bị nhầm lẫn nhá. Còn cái anh mà C6H5 ấy thì tên nó là phenin. Nhiều bạn bị nhầm này lắm, nên là chú ý hai này để không bị nhầm. Hiểu chưa? Nó bị sao đấy em? Lúc mà lúc không, à lúc mà lúc không là do cái con điện thoại của thầy nó, à có thể do mạng của em chập chờn, có thể do mạng của Hồng Ánh chập chờn đấy nhá. Đấy, ok, rất tốt. Các em comment cho bán nhiều và tâm thối 2C đúng rồi đấy. Hòa Hảo Nguyễn chính xác. Ok, Sơn Đào đê à? Cậu bé lạnh lùng à? Em không hiểu chỗ thế đấy, thầy vừa nói là đấy em ơi. Đây này, thế này. R no, ví dụ như các gốc alkin OH OCH3 thì vào octo của para. R không no, ví dụ bọn vinin. Đấy, đây vinin đây. Nhóm chó, nhóm COH, nhóm NO2 thì là meta.
Còn để hiểu thì em phải học trực tiếp thầy hoặc là học live stream VIP của thầy cơ, thì thầy giảng thích cho các em hiểu. Còn bây giờ thì mục tiêu của em ấy là mình chỉ có đi là để làm được bài tập thôi. Làm bài tập thì cũng không cần mất nhiều thời gian nhá. Bởi vì cái buổi live stream thầy với các em thì là nó là thời gian nó không được dài. Thế nên là thầy cho các em skill luôn để người ta làm được bài tập luôn. Thế là mình sang câu số 2 này. Mình sang câu số 2 nhá. Sản phẩm của phản ứng. Thế các em nhìn này. Anh này là C6H5CH3. Thế là đây là nhóm thế, là nhóm thế ankin này. CH3 là no mà. Đấy chưa? Thế no như thế nói này. Ankin này, no này thì ưu tiên là ốc thô và para. Thế thôi. Thế vậy là nó sẽ có hai sản phẩm là ốc thô và para. Mình loại đáp án A, mình loại đáp án B, mình loại đáp án D và đáp án đúng mình đáp án C. Thế thầy vẽ cho các em sản phẩm nhé. Thầy vẽ các em sản phẩm này. Đây. Đây là anh C6H5CH3. Nhớ lưu lại về tường để mà còn có tài liệu để học. HONO2. Đấy, được chưa? Thế thì bây giờ anh này sẽ thế theo tỷ lệ 1:1 nhé. Thì nó sẽ ưu tiên thế vị trí ốc thô và vị trí para. Thế anh CH3 ở đây này. NO2 này. Đây là vị trí ốc thô đúng không? Hoặc là vào vị trí para. CH3 ở đây này. NO2, NO2 nhé. Đấy, thế thì anh này có tên gọi là ốc thô nitro toluen và anh này có tên gọi là paranitro toluen. Được chưa? Rồi tốt, mà quá không thấy chữ. Ôi, thầy cũng đang xem mà nét căng tuyển ạ. Chắc là do mạng nhà em đấy. Em thì chỉnh lại mạng xem. Hoặc là em thì chạy lại chỗ gần gần của wifi ấy. À, Trần Cẩm Nhung, Dê, Sơn Đào Dê, ok. Nguyễn Quỳnh, tốt. Tuyết Nhi, Tâm Thối, và Hảo Nguyễn, Trần Cẩm Nhung. Và nó tốt nhỉ. Thế thì cái câu số 3 này. Công thức tổng quát của benzen và các ankin benzen là. Thế thì câu này thầy lại giải cho các em hiểu nhá. Đấy, có rất nhiều thứ chúng ta cần phải học để hiểu. Thế ta lưu ý này. Công thức tổng quát của tất cả bọn benzen và ankin benzen nó là CnHn-6 đúng không? Loại B này, loại C này, AB là sai rồi đúng không? Đáp án đúng mình là đáp án A. Câu số 4 nào. Câu số 4. Benzen có tính thơm vì. Đấy, benzen có tính thơm vì dễ tham gia phản ứng thế, khó tham gia phản ứng cộng và bền với các chất oxy hóa. Xem đúng nha. Đấy, xem nào. Benzen có tính thơm vì dễ tham gia phản ứng thế không, thế nó khó chứ. Bình thường như là cái thằng mà ankan thì nó phải là gì nhỉ, dễ thế này, khó cộng này, bền với các chất oxy hóa, cái này đúng không? Khó tham gia phản ứng thế, dễ tham gia phản ứng cộng và bền với các chất oxy hóa. Dễ thế, chúng ta chỉ nhớ nhớ cho thầy cái từ từ này, tính thơm này, dễ thế, khó cộng, bền, oxy hóa, ok chưa? Vậy có bốn của mình là đáp án A nhé. Đấy, dành cho những bạn nào chưa biết. Được chưa? Còn khó thế là sai. Được chưa? Dễ thế khó cộng bền oxy hóa. Câu số 5. Câu số 5. Số đồng phân câu số 5. Số đồng phân C9H12. Số đồng phân C9H12 trong phân tử chứa vòng benzen là. Số đồng phân C9H12 trong phân tử chứa vào benzen. Ôi sai rồi, không có vấn đề gì cả. Nguyễn Quỳnh nhá, sai thì mình sửa. Một lần sai là một lần mình nhớ. Được chưa? Thầy sợ nhất là cái việc mà các em không dám sai. Minmyelin. Từ myelin ở đây chính là một chất ở bên trong tế bào neuron thần kinh. Nó chỉ được hình thành khi và chỉ khi các em sai. Đấy, và có càng nhiều myelin thì các em lại càng học cực kỳ giỏi. Đấy là lý do mà tại sao thầy lại chọn tên là Minmyelin. Đấy. Được chưa? Câu số 5. Số đồng phân C9H12 trong phân tử của chữ vòng benzen thì thầy chữa này. C9H12 trong phân tử của vòng benzen. Câu này rất hay thi nhá. Câu này rất hay thi. Được chưa? Thế em nhìn nhá. Thế nó phải phân tích này. C9H12 thì có phải là bằng, có vòng benzen thì là có 6 carbon nữa không? Phải bằng 6 cộng 3 này. Nó phải vẽ này. 6 cộng 3 này. 1, 2, 3 đây, 1 đồng phân chưa? Thú vị hơn. Nó vẫn còn một anh này nữa này. Đấy, 6 cộng 3 là có 2 đồng phân rồi. Để cho các em nhìn kỹ nha. Tiếp tục nha. Hết chỗ để thầy sẽ nháp xuống dưới này. Thế là thầy còn có 6 cộng 2 này. 6 cộng 2 cộng 1. Vậy là đây. Có 2 carbon nhá. Dựng đứng lên. Đây chưa? 2 carbon này cộng 2 rồi. Cộng 1 hoặc ra đây này.
dựng đứng lên này, cộng 1 nữa hoặc là đây này, hoặc là chĩa thẳng xuống này. Ok chưa? Đấy, vậy là 1, 2, 3, 4, 5 rồi này. Mình tiếp tục nhá. Thế thầy đang vẽ cho các em 6 cộng 1 cộng 1. Cách vẽ là cách dễ hiểu nhất, nhưng mà chắc chắn là trong lớp off của thầy và trong khóa live VIP thầy sẽ không dùng cách vẽ mà thầy dùng một cách kinh khủng hơn. Nhưng mà ở đây thì thầy vẽ cho các em để các em cũng có thể nhìn thấy, được chưa? 6 cộng 1 cộng 1 nhìn nhá. Một carbon này, hai carbon này, ba carbon là một anh này. Một carbon này, hai carbon này, ba carbon này. Một carbon này, hai carbon này, ba carbon này. Được chưa? Các em nhìn lại, cách khác là cách đánh số em ạ. Tất cả các bạn học offline cũng như học khóa live view thầy sẽ biết được cách đánh phổ số. Vậy thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thấy chưa? 8 đồng phân. Thế thì nhưng mà cái cách đánh số của thầy nó được huấn luyện từ phần ăn cam. Đây là lý do mà tại sao phải học thầy từ đầu thì các em mới nắm được cái cách đấy. Thế nên là lý do đơn giản nhất là thầy sử dụng cái cách này cho các bạn chúng ta cùng nhìn thấy. Bởi vì cái câu này rất hay thi nhá. C9 đáp 12 có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 đồng phân, rất nhiều bạn chỉ chọn có 7 thôi. Bởi vì các bạn quên mất cái đồng phân này này. Đấy, thế nên là các em nhớ xem lại về tường nhá. Để cho các bạn cùng nhìn thấy cái số đồng phân để mà các bạn cùng có thể làm. Chứ không thì rất nhiều bạn bị sai, khổ thân các bạn đi. Được chưa? Ok, các em hiểu bài không nhỉ? Em hiểu bài không nhỉ? À, thầy theo trường phái không bao giờ dùng công thức Huế nhá. Thầy không bao giờ dùng công thức, mặc dù là có nhưng mà nó lại chỉ đúng với một trường vài trường hợp đặc biệt. Nên là thầy không dùng. À, câu số 6, phản ứng của benzen với clo của ánh sáng khuếch tán. Đấy, thì chúng ta nhìn này. À, benzen mà muốn thế vào carbon thơm ấy thì nó phải là có một sắt xúc tác, mà đây chỉ là ánh sáng khuếch tán thôi. Ánh sáng khuếch tán thì là phản ứng cộng. Chào Ngô Thị Mai. Ngô Mai ơi, thầy bị chặn xe rồi. Mai, thầy bị chặn hẳn cả nick Facebook rồi. Mai giúp thầy xe vào các nhóm rồi. Thật là nhỏ quá. Cuộc đời thật là nhỏ. Hôm nay tự nhiên thì còn bị chặn. À, chắc là do cái vụ xả súng ấy. Benzen tác dụng với clo nhé. Các em đang thấy viết phương trình nhé. Thế thì benzen tác dụng với clo này. Ánh sáng khuếch tán này. Cộng clo này. Ánh sáng khuếch tán là phản ứng cộng. Thì nó sẽ tạo thành này, hexa cloran. Cái này ngày xưa là được sử dụng để làm mấy đấy, để làm mà thuốc trừ sâu, nhưng bây giờ bị cấm rồi. Cấm rồi nhưng mà thi thoảng chúng ta vẫn bị bắt gặp. Thế nên là cái nước mà, thế nên để dặn các em nha, là cứ mỗi vào cái đợt mà có phun thuốc trừ sâu ấy thì các em đừng nên hứng nước mưa nhé. Các bạn ở vùng mà không có nước máy thì đừng nên hứng nước mưa. Thứ hai là đừng có câu cá hay là đừng có ăn rau gì cả, bởi vì là lúc đấy không khí bị nhiễm độc bởi nước sâu rồi, bởi thuốc sâu. Thuốc sâu thì cực kỳ độc cho cơ thể, được chưa? Thế nếu mà có mà ăn rau sống hay ăn gì thì để cẩn thận, thì các em có thể ngâm nước muối nhé, ngâm lâu lâu một chút, ngâm vừa phải thôi, 5 phút thôi. Thì có câu số 7 này. Thế thì anh này còn được hexa cloran hay đồng viết tắt là 666. Thế thì 666 là anh hexa cloran này, thấy chưa? Chính công thức của nó chính là C6H6Cl6. Thế mình nhìn nhá, 66 này, C6H6Cl6 này, ABC làm luôn được câu 7 luôn. Nhìn nhá, ABC này, cái cuối của là 666 nhá. Được chưa? Tưởng thuốc nổ, không, thuốc nổ khác em nhá, tâm thố nhá. C6H6Cl6 này, C6H6 vớt, C6H6 vớt, C6H3Cl3. À, sorry, đề bài hỏi ABC lần lượt là cơ. A là CH4, 1500 độ C để tạo thành CH2. CH2 thì tạo thành C6H6. Được chưa? Chỗ này thầy bị gạch nhầm rồi, lỗi tí. Thế ở đây thì sẽ có phương trình nhá. A tạo thành B này thì sẽ là CH4 này, 1500 độ C. Các em nhớ chú ý lưu lại phương trình nhé. Để tạo thành C2H2 thì có 2 này, cộng H2 sinh ra 2 x 4 là 8, 8 trừ 2 thì còn 6, 6 trừ 3. Thế thì tiếp tục này, anh CH2 tiếp tục nhiệt độ áp suất xúc tác. Đây gọi là trimer hóa để tạo thành C6H6. Được chưa? Thế vậy A của chúng ta là CH4, B là CH2 và C là C6H6. CH4, CH2, CH2 và C6H6. Đáp án đúng đáp án A. À, cái thuốc trừ sâu là 666, còn TNT là của toluen, đúng là chính xác. Câu 7A chính xác của Hùng Ánh, Khánh Hà đúng rồi. Các em giúp thầy tag tất cả các bạn của em, tag đi. Xe về tường rồi. Còn bây giờ thì tag các bạn vào trong cái nhóm này nhá.
tag các bạn vào trong cái video này để các bạn cùng nhìn đến để tránh bị như thầy. Đây có số 8 này, hex san này, hex của en này, hex của in này, toluen được nhận biết bằng các thứ tự trật tự nào? Thế thầy viết chúng ta nhìn nhé. Hex san là C6H14 này, hex một en là C6H12, thì ghi đây là thằng này là no, thằng này là một nối đôi CC. Hex một in là C6H10 đúng không? Anh này là hex một in đây. Đây là hex một in đúng không? Toluen là anh này. Toluen là toyoem ấy, là CS3. Thế thì nhận biết vào này thì mình nhìn thấy là hex một in ấy, mình phải ưu tiên nó là AgNO3 trong NS3. Được chưa? À câu 6 à? Câu 6 vừa nãy là 6C6H6CL6 thì nó là hexa clorcyclohexan nhá. B. Ồ, giờ thì mình nhìn thấy. Được chưa? Thế thì sang câu số 8 nha. Thì anh này này là nên sử dụng AgNO3 đầu tiên. Đúng không? AgNO3 trong NH3 là đầu tiên. Đấy. Sử dụng anh này đầu tiên, AgNO3 trong NH3 nhá. Sau đó nếu thầy sử dụng AgNO3 này trong NH3 này thì thầy sẽ được các hiện tượng như sau này. Anh C6H14 là không hiện tượng. Không hiện tượng. Kết tủa màu vàng do nó là có hydro linh động đây. Được chưa? Anh này không hiện tượng. Đúng chưa? Thế nếu sau đó thì sử dụng brom. Nếu sau đó thì sử dụng brom nhé. Thì anh này không hiện tượng này. Anh này mất màu. Anh này thì nhận biết được rồi. Anh này gì? Anh này gì? Brom mà. Ở đây chúng ta chú ý là phải có bột sắt. Bột sắt nhiệt độ. Đúng không? Thì anh này tạo thành kết tủa màu trắng. Đúng chưa? Câu 6 thì về chữa rồi mà. Câu 6 đáp án B, hexa clorcyclohexan các em nhé. Thế thì vậy thì thực ra thì brom cũng được. Nhưng mà brom thì hoặc là thầy còn sử dụng một thằng nữa. Đó là KMNO4. Thực ra trong này nếu mà thầy sử dụng KMNO4 cũng được. Thì anh này không hiện tượng này. Anh này mất màu này. Anh này xong rồi. Anh này đun nóng thì mới mất màu. Được chưa? Thế là thầy có đều có thể sử dụng là AgNO3 với brom này, AgNO3 với KMNO4. Vậy thì ở đây thì có hai đáp án đúng, đáp án A và đáp án D nữa. A và D đều có khả năng đúng, nhưng thầy sẽ ưu tiên chọn đáp án D hơn. Bởi vì nếu mà vào phòng thi thì các thầy cô em sẽ hay chọn đáp án D. Thế nên thầy sẽ ưu tiên chọn đáp án D hơn. Và ở đây chúng ta lấy đáp án D là đáp án đúng nhất nhá. Ok chưa? Tính ra cũng đúng, đúng rồi. 8B hoặc là 8C đều được. Mình tiếp tục nhé, sang câu số 9. Không có gì cả các em ạ. Một lần sai là một lần nhớ. Một lần sai là một lần nhớ. Không có vấn đề gì cả. Học thầy phải học được cách đấy. Xem nào. À, thầy có tổng cộng ở đây là 43 câu cho tối ngày hôm nay. Và mình đã chữa được đến câu số 8. Bao nhiêu chói quá. Sao lại chói được nhỉ? Thầy có thấy chói gì đâu. Mỹ Linh. Đấy, các em có muốn thầy chữa full hết tuần này tối nay không? Nếu mà muốn thầy chữa full hết tuần này tối nay mỗi đứa thả một cái chấm nữa này. Để thầy đếm được 100 cái chấm. Nếu muốn thầy chữa được hết tuần này này, 43 câu đấy. Mà sẽ có rất nhiều câu có trong đề thi của các em. Câu số 9. Đốt cháy một hoàn toàn một hydrocarbon X cho CO2 hơi nước từ tỷ lệ là 1,75 và 1 về thể tích. Chưa nói năng được gì. Cho bay hơi hoàn toàn 5,06X thì thu được một thể tích đúng bằng 1,76 trong điều kiện tiêu chuẩn. Thế thì mình lưu ý này. Cùng thu được một thể tích. Thế thì có là V bằng nhau. Thì tương đương với số mol bằng nhau. Nha. V bằng nhau thì tương đương số mol bằng nhau. Ok. Vậy mình sẽ có này. Số mol của oxy sẽ bằng. Máy tính thần thánh của thầy đâu rồi? Ây da. Máy tính thần thánh đây. 1,76 chia cho 32 bằng 0,055. Chính bằng số mol X. Mà ở đây nó lại là có 5,06 gam. Vậy thì tìm được phân tử khối của X sẽ bằng 5,06 chia cho 0,055 bằng
5,06 chia n bằng 92. Ở nhiệt độ phòng x không làm mất màu nút pro. Thế thì styren là anh này này. Có nối đôi như anh này là mất màu nút pro nên loại A. Được chưa? Nhưng là mất màu KMn4 khi đun nóng. Thế thì etinenzen cũng là mất màu KMn4 khi đun nóng. Mà toluen cũng là mất màu KMn4 khi đun nóng. Mà paraxylen thì cũng là mất màu KMn4 khi đun nóng. Đấy, thế bây giờ phân tử bằng 92 nhé. Thế etinenzen là C8H10. Toluen là C7H8. Xylen là C8H10. Thế bấm thử nào. 12 nhân 8 cộng 10 bằng 106, không phải bằng 92. Vậy là loại C. Loại D. Toluen nhá. 12 nhân 7 cộng 8 bằng 92. Vậy lấy với phân tử khối bằng 92 mà. Đấy chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án B. Khi thầy sử dụng cái chiêu này thì thầy bỏ luôn cái việc mà đốt cháy CO2 hơi nước tỷ lệ 1,5 chia 1 về thể tích, thầy bỏ được luôn. Được chưa? Thế còn nếu mà thầy sử dụng cái phương pháp này nhá, thầy sử dụng cái này nhá. Được chưa? Nếu mà thầy sử dụng cái này thì các em nhìn nhá, thầy nhìn này, C, B, D đều là no, đều là đồng đẳng của benzen, CnH2n-6. Đốt cháy là được CO2 cộng nước này. Tỷ lệ hơi nước và CO2 tỷ lệ 1,75 chia 1, có nghĩa CO2 là 1,75. Thì nước là 1. Chú ý là cháy của benzen cộng ankin benzen thì mình luôn luôn có N cháy bằng NCO2 trừ N nước chia cho 3. Được chưa? Thế là mình có này, NCO2 thì bằng 1,75 trừ N nước 1 chia 3 thì bằng 0,25, đúng không? Thế 0,25 vậy thì tìm được số nguyên tử carbon. Số mol CO2 1,75 chia 0,25. Một phẩy bảy lăm chia 0,25 thì bằng 7. Thì nó cũng chính là C7H8. Thì có hai cách làm, hoặc là ra bằng 92 trong thể đi tìm phân tử khối thì ra được B, hoặc là thể làm kiểu cháy thì cũng ra được B. Ok, mình sang câu tiếp theo nhá. Câu số 10. Thấy chưa? À thầy gõ nhầm này. Chị Huệ Hà Hường Nghị. Thank you Dương. À, cảm ơn Quỳnh. Phan Đức ơi. Phan Đức, tí nữa em theo dõi, em chỉ cần tua lại là hiểu ngay thôi nhá. Chứ nói lại thì thầy để còn chuyển sang câu khác. 9C đúng rồi, Lương Quang Huyền. Hoàn toàn chính xác. Cảm ơn bạn Tuyết Nhi đã add bạn Trần Nhật Vi nhá. Ok, thank you Nguyễn Quỳnh. Chỉ vậy Hà Hường không hiểu là gì đây. À, thứ tự, Vũ Minh Đức ơi, thứ tự này là do thầy gõ nhầm. Ok, và tiếp nhá. Các em hiểu bài không nhỉ? Các em hiểu bài không? Thầy chữa chúng ta cả một cách dạy nhanh và một cách dạy chậm. Câu số 10. Xét các phản ứng sau, câu trả lời nào dưới đây là đúng nhất. Thế thì nó ra được TNT này, trinitrotoluen này. Vậy chắc chắn anh này phải là toluen rồi. Đúng chưa? B chắc chắn là toluen. B heptan với B toluen đúng. Thế thì để tạo thành toluen thì chắc chắn A nó phải là benzen. Loại. Đáp án đúng đáp án B. Ok, cho em xem chính xác. Trần Đại Dương tác các bạn vào nhá. Hiểu, ok, thank you Khánh Hà. Yes, cảm ơn Lương Quang Huyền. Câu 9 á, câu 9 thì tí nữa Trang, Chan ơi, thầy giảng mất rồi thì bây giờ em xe lại về tường đi. Xong rồi là tí nữa, những bài thì tí nữa rồi em tua lại là được mà. Câu số 11 nào. Câu số 11 này, câu này khá hay này. Các em chú ý này. X là đồng đẳng của benzen có cùng công thức thực nghiệm là C3H4N này. X công thức phân tử nào sau đây này. Thế đồng đẳng của benzen nhé. Đã là đồng đẳng của benzen thì nó bắt buộc nó phải có cái công thức là CmH2m-6, đúng không? Nó phải có kiểu như vậy. Thế này là C3H4N là gì? Vậy nó sẽ tương ứng với lại là C3NH4N. Thế thì thế vào đây nhé. Vậy thì coi M bằng 3N. Được chưa? Thế coi M bằng 3N. Với M bằng 3N thì ta sẽ được 2 nhân với 3N-6 phải bằng 4N. 2 nhân 3N trừ 6 mà. Bởi vì M là bằng 3N mà. Thì thế ở đây này. 2 nhân 3... À chỗ trừ 6 này là phải bỏ ra bên ngoài. 2 nhân 3N trừ 6. Vậy thì được là 6N
trừ 6 thì bằng 4n. Suy ra n bằng 3. N bằng 3 thế lên bên trên. Thế có phải là C9H12 không? Vậy C9H12 thì loại A, loại B, loại D đáp án đúng đáp án C. Ok, người tàng hình chính xác, rất tốt. Mạnh Hùng, Vũ Minh Đức, Khánh Hà, Nguyễn Diệu Quỳnh. Người tàng hình chị Nguyễn Quỳnh, chính xác. Ok. Mình sang câu tiếp theo, câu 12 nhá. Các em chú ý rằng là lịch live stream cố định của thầy, nhớ share lại nhé. Lịch live cố định. Sẽ vào là 20 giờ 30 tối thứ bảy hàng tuần. Đến lúc em thi hết học kỳ 1 luôn. Ok chưa? Nhớ share lại về tường và bảo với các bạn nhé. Câu 12. Từ 3,9 tấn benzen thì các em phải biết benzen là gì? Benzen là C6H6, đúng không? Điều chế được bao nhiêu toluene? Toluene vừa nãy thầy ghi rồi, C7H8. Hiệu suất là 80% và anh này bằng 0,8, đúng không? Thế từ 3,9 tấn benzen nhá. Benzen phân tử khối bằng bao nhiêu nhỉ? 12 x 6 cộng 6 bằng 78. Thế thì coi tấn như là gam nhá, thì tìm số mol này. 3,9 chia 78 bằng 0,05. Giờ cả lớp phải cực kỳ chú ý này. 0,05 này nhân 1 chia 1, bởi vì tỷ lệ hai thằng này là 1:1 thì bằng 0,05. Được chưa? Thuận nhân, đây chữ thuận thì phải nhân hiệu suất, nhân 0,8 thì bằng 0,04. 0,04 nhân phân tử khối C7H8, nhìn kỹ vào thầy bấm máy tính này. 0,04 nhân với 12 nhân 7 cộng với 8 thì bằng, ôi chết, 0,04 nhân 12 nhân 7 cộng 8 bằng 3,68 ca. Hay nói khác là 3,68 tấn. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Ok chưa? Các em hiểu bài không? Sáng mai đi học chính trị đảng vẫn ngồi học thầy, đúng rồi. Học thầy nó chất lắm. Các em học thầy các em sẽ cảm giác cái độ chất này. Chất lừ luôn. Cực kỳ kinh điển. Các em nhỉ? Câu 90. C6H5NO2 và HNO3H4 đặc. Thế thì một nước này, một nước là mình biết là phản ứng này là phản ứng thế 1:1. Được chưa? Đấy. Tỷ lệ 1:1. Thế thì lúc nãy thầy có cái ghi cho chúng ta chú ý này. Chú ý này. Đây, nhìn lại chú ý này. Gốc R no thì vào ốc thô para. Gốc R không no. Ví dụ này, đây là NO2, nhìn NO2 chưa? Không no chưa? Thì thế vào vị trí meta. Vậy ốc thô là vứt này. Para là vứt này. 2,4,6 nên một nước thì phải là 3, vứt nốt này. Phải là metadinitrobenzen. Và đáp án đúng của mình phải là đáp án D nhá. Nghĩa Lê ơi, em xe lại về tường xong rồi tí em tua lại là được, Nghĩa Lê nhá. Ok, rất tốt, rất nhiều bạn đúng này. Khánh Hà này, Cao Văn Vũ này, cậu bé lạnh lùng này, Tiết Nhị. Các em comment đáp án ít thế nhỉ. Thầy thấy là có rất nhiều bạn đang theo dõi video live stream thầy, nhưng mà chỉ có một vài bạn dám comment đáp án, dám nói lên ý kiến bản thân thôi. Thế còn lại là các em sợ như ở trên lớp à? Các em chú ý nhá, thầy dạy các em ấy không như ở trên lớp đâu. Sai thì không đánh, không mắng mà thầy còn vỗ tay hoan hô. Còn lại nếu mà đúng thì lại càng tốt cho các em. Được chưa? Nên em cứ nói cái đáp án của các em lên. Trần Đại Dương, ok. Thank you em. Đấy, xong câu 13 rồi. Hôm nay ta có 43 câu rồi, chưa được một nửa đâu. Mình sang câu số tiếp theo, câu số 14 nha. Câu 14 nào. C6H6 và C6H5CH3 chất nào bị ô xóa bởi KMnO4. Thế thì chỗ này thì nốt lại cho các em nhớ này nhá. Là C6H6. Ví dụ nhá, đây là C6H6 này. C6H5CH3. Hai này còn được gọi là toluene. Hai này được gọi là benzen. Thế thì nếu để cho KMnO4 vào ở điều kiện thường trước nhé, ở điều kiện thường này, thì cả hai đều không hiện tượng. Nhưng theo để đun nóng nhẹ thì benzen nó không hiện tượng, nhưng toluen là mất màu. Đấy, các em phải nốt cái anh này lại nhé. Nốt anh này lại không là quên mất. Vậy thì chắc chắn là bị oxy hóa bởi KMnO4 thì chỉ có toluen thôi. Đáp án đúng mình là đáp án B. Được chưa? Hello Thân Thảo, chào em. Chào Mạnh KD Hoàng. Em có comment tốt, rất tốt, Lương Quang Huyền. Comment nhiều nữa vào em nhá. Trang.b đúng rồi. Ui, rất nhiều bạn comment B. Toluen Trần Văn Thống nha. Toluen là gì thầy không biết. Em comment nhá. Ok, rất tốt. Đấy.
cứ mạnh dạn nói lên đáp án của bản thân. Các em cứ mạnh dạn ta nói lên đáp án mạnh bản thân, bởi vì như vậy thì em mới nhớ được bài nhiều nhất. Một lần sai là một lần nhớ, chứ em mà không nói lên đáp án bản thân ấy, thì em cứ suốt ngày em trở thành một con người mà không dám nói lên ý kiến bản thân à. Sau này bố mẹ bảo, ui này con bé này cực kỳ xinh, tao thấy nó cũng tốt đấy, thôi mày lấy nó làm vợ đi, thế là không dám nói ý kiến bản thân, thì phải lấy làm vợ luôn đấy. Thế là phải lấy người mình không thích à. Đấy, bố mẹ thầy cứ giục thầy lấy vợ, thầy bảo là bố mẹ mà thích thì bố mẹ cứ lấy đi, con thì con chưa lấy được. Đấy, các em chú ý nhá, mình phải nói lên ý kiến bản thân nhá. Chào người tăng hình, hello Quốc Tiến, đấy rất rất nhiều bạn. Chào Lương Quan Quyền, ồ hello. Khi đốt cháy một món ăn kim benzen, mấy thầy ghi cho các em rồi đấy. Đốt cháy một món ăn kim benzen, ta luôn có là NCO2 trừ N nước chia cho 3 thì bằng N cháy. Thế N cháy thì bằng 1, vậy suy ra là NCO2 trừ N nước bằng 3. NCO2 trừ N nước bằng 3, hay nói khác là NCO2 bằng N nước cộng 3. Đáp án đúng mình phải là đáp án C. Rất nhiều bạn comment đúng. Nguyễn Diễn Thúy, Khánh Hà, Nguyễn Hà, Người Tàng Hình, Vũ Minh Đức, Nhung Phương. Wow, tiếc quá. Ngọc Candy thì bị lỗi mất rồi. Đào Phương bị lỗi mất rồi. Lag à? À được rồi. Nguyễn Phong, ok, đúng chính xác. Văn Hiền, đúng chính xác. Nhĩ Trịnh, đúng. Phạm Thị Vân, đúng. Trần Huê, đúng. Tốt. Đấy, tất cả những bạn này đều dám nói ý kiến bản thân thì chắc chắn sẽ không bị ép lấy phải người mà mình không thích rồi. Được chưa? Câu 16 nhá, câu 16 nào. Câu 16. Đốt một ankin benzen thì thu được 9 mol CO2 và 6 mol nước. Cái này thì vừa mới nói xong nhỉ. Ankin benzen thì luôn luôn cho ta NCO2 trừ N nước chia cho 3 thì bằng N cháy, đúng không? Chia 3 thì bằng N cháy. Vậy thì ta sẽ có bằng 9 trừ 6 chia 3. 9 trừ 6 chia 3 thì bằng 1. N cháy bằng 1, vậy thì tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng là NCO2 chia cho 1 sẽ bằng 9 chia 1, vậy là bằng 9. Suy ra nó là C9. C6 vứt, C7 vứt, C8 vứt, C9 lấy. Đáp án đúng đáp án gì? Ok. Mờ quá chắc là do tay thầy đấy. Đứng luôn thì chắc là do mạng lag rồi. Chết rồi. Cảm ơn Huế. Đấy, rất nhiều bạn comment đúng D này. Vũ Minh Đức, Nguyễn Quỳnh, Trần Đại Dương, Phạm Mai Trang, nội bộ. Trần Đại Dương sai mất rồi. Không sao em ạ. Không có gì để sai. Chẳng qua là đúng mãi mãi và chẳng qua là sai mãi mãi cả. Các em cứ sai thật nhiều đi thì là ok. Sai thật nhiều thì mình mới nhớ thật nhiều. Câu 17 nào. Câu 17. Trong vòng mà có nhóm thế nào sau đây thì phản ứng thế sẽ dễ dàng hơn ở vị trí ốc thô và para. Nice. Đây 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 đây. Đây đúng không? Tiết thơ Phạm Gia Mỹ. Không sao. Một lần sai một lần nhớ các em nhé. Cứ comment thật nhiều đáp án là ok. Nhớ đủ cả các bạn vào học nó để so kè xem là đứa nào sai nhiều hơn. Đứa nào sai nhiều hơn là thầy còn tuyên dương cả. Nhóm thế sau đây, ốc thô và para, dễ dàng. Ốc thô para thì nó phải no. Ankin này, OH này, oxit 3 mình nhìn này. Chỉ cái gì? OH. Vậy đáp đúng đáp án gì? Trần Văn Thống đúng, Trang Chan đúng. Đỗ Thị Dung đúng, Ngọc Candy nội bộ, Trần Huế cũng đúng, Lương Quang Quyền cũng đúng. Đấy, rất tốt. Các em cứ mạnh dạn nói lên ý kiến bản thân. Tất cả thầy tôn trọng ý kiến bản thân các em. Đúng chưa? Một lần sai là một lần nhớ. Sang câu 18. Câu 18. Khi trong vòng có nhóm thế nào thì phản ứng sẽ dễ dàng hơn ở vị trí meta. Đây 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 đây. Thầy vừa dạy xong. Không no thì vào meta. Vinin này, CH nối đôi CH2 này, CHO này, COH này, NO2. Đấy, các em chỉ cần nhớ cái bảng này của thầy thôi. Nhớ cái bảng skin này thôi là cực kỳ kinh khủng luôn. Cân được hết mọi bài benzen về lý thuyết. Đúng chưa? Wow, rất nhiều bạn comment đúng đây này. Ở đây là khi trong vòng nhóm thế nào nhỉ? COH này. Đáp án đúng đáp án A. Ở vị trí meta. Ok. Rất tốt. Đặng Thanh Nhàn, Nguyễn Phong, Văn Hiền, Phạm Minh nội bộ. Bạn nội bộ comment từ nãy giờ rất đúng, rất nhiều câu nhá. Câu 19. Câu 19. Câu 19. Chọn câu sai. Câu 19. Chọn câu sai. Benzen không thể bị oxy hóa. Cái này sai. Nó còn có cháy nữa cơ mà. Đốt cháy vẫn là oxy hóa. Thì là sai chắc là đáp án A. Sai chặt là đáp án A. Benzen chất không màu hầu như không tan nước, chính xác. Toluene dùng để sản xuất trực tiếp thuốc nổ TNT, chính xác. Benzen và đồng đẳng cháy thì sinh ra nhiều muội than, chính xác đúng. Vậy là sai A.
nha. 18A, wow, rất nhiều bạn comment đúng, rất tốt, chính xác. Ok, wow, thank you cả nhà đã ủng hộ thầy. Giờ mình sang câu 20 nhá. Câu 20. Đấy, thầy nhắc lại là sắp tới thầy có mở lớp offline ở cơ sở 66 Trần Đại Nghĩa, ở trung tâm Tiến Quân, ở chỗ khu vực trường Minh Khai. 66 Trần Đại Nghĩa thì ở khu vực Bách Khoa, còn lại trung tâm Tiến Quân thì ở khu vực trường Trung học Phổ thông Minh Khai, chỗ cầu Diễn. Còn thầy cũng sắp mở một chương trình học lớp 12 ở trung tâm Xuân Khởi, gần trường Trung học Phổ thông Quỳnh Côi. Nha các em, những bạn nào ở gần thì có thể đăng ký apply vào những cái trung tâm đó để cùng có thể học cùng offline cùng thầy. Còn những cái bạn nào ở xa ấy, thì các em hoàn toàn có inbox cho thầy để thầy hướng dẫn cho các em cách học live stream thầy nhá. Đấy chưa? Học live stream y xì như offline luôn, không khác gì cả. Những bạn nào ở xa thì thầy sẽ dạy chúng ta để kiểu học live stream. Được chưa? Đốt 1 mol ankin benzen thì thu được 6 mol nước, vậy số mol CO2 sẽ là, mình lại sử dụng cái skin NCO2 trừ N nước chia 3 thì bằng N cháy đúng không? Thế N cháy là 1 mol thì bằng 1 này. Vậy 1 bằng này. CO2 thì mình chưa biết. Số mol CO2 trừ số mol nước thì bằng 6 chia 3. Vậy NCO2 bằng 9 đúng không? Đáp án đúng thì là đáp án C. Giờ quen rồi đấy, em thấy dễ chưa? Ma Junio đúng, chính xác. Nguyễn Bảo Hà rồi, ok. Nguyễn Quỳnh, Đặng Thanh Nhàn, Nguyễn Bảo Hà không? Các em ơi, các em biết không, hôm nay thầy bị chặn nick cá nhân rồi, nên là bây giờ chỉ còn nhờ vào các em, nhờ vào các bạn đang theo dõi video livestream này, giúp thầy share lại video livestream lên trên trang cá nhân nhé. Xong rồi tag tất cả các bạn của em vào trong video livestream này, để cho tất cả các bạn của em cùng có thể nhìn thấy thầy, cùng có thể biết đến thầy. Chứ thầy lại vừa Facebook bị chặn rồi. Thầy bị chặn rồi, không vào được. Vừa nãy vừa livestream xong bị đẩy ra đấy, là bị chặn đấy. Thế mới nhỏ, nên là chỉ có các em mới có thể giúp được thầy thôi nha. Ơi Vũ Lệ Thủy, nick thầy bị chặn Thủy à? Tại hôm nay chắc do thầy livestream nhiều cho em quá. Hôm qua thầy like, hôm nay thầy lại like, thế là Facebook quét chặn. Rồi các em không tìm thấy Minh Nguyên Liên nữa rồi. Tí nữa livestream xong các em xong thì thầy sẽ đi tìm cách khắc phục. Ơi Vũ Lệ Thủy, câu 21, các em bây giờ bạn nào muốn đăng ký học offline thì inbox vào nick cá nhân cho thầy nhá. Được chưa? Câu 21 này, nhận biết ba lọ mất nhãn sau thì dùng cái gì? Benzen của thầy là C6H6 này, cyclohexan là vòng này này, là cyclohexan, cyclohexan là anh này. À thế câu này giảm tải rồi, bỏ nhá. Câu này giảm tải rồi nên bỏ. Cyclo là bỏ, nên là tâm mình không phải làm nữa. Thầy chưa kịp bỏ đại cả, thầy chưa kịp bỏ đi cho các em nha. Mình tiếp này, loại nào có khả năng tham gia phản ứng thế? Lưu ý nhé, ancan thì thế là chặt rồi, a một in thì là thế hydro linh động, hydro linh động. Benzen thì chắc chắn là thế hydro đính vào carbon thôi. Vậy chỉ có ancan là sai, chỉ có ankin là sai, được chưa? Chỉ có benzen là sai, mà đáp án đúng chúng ta phải đáp án gì? Cả ba đáp án gì? M đỡ M chưa? Nguyễn Thị Thiên Nga, cả ba chính xác. Nguyễn Quỳnh tinh đấy, rất nhiều bạn tinh, thầy thấy nhiều bạn tinh lắm. Khánh Hà, Đặng Nam này, Oanh Biển, rất tốt. Ok, mình có sang câu 23 nhá. Có sang câu 23. Ừ, hôm nay thầy chữa hết luôn. Hôm nay thầy quậy hết. Hôm nay thầy quậy hết, nên là để hưởng ứng thầy quậy hết thì chẳng tiếc gì một xe về tường cả. Ông thầy còn xe nhiều cho các bạn nhiều lắm, cho đến nỗi còn bị chặn nick cơ mà. Thì các em tiếc gì mà không xe về tường với thầy. Đúng không? Câu 23 này. 23 lưu ý nhá. Đốt cháy A thì thu được CO2 và nước, tỷ lệ khối lượng 4,9:1. Thế chỗ này các em tinh ý này. Tất cả bọn này đều có dạng là tất cả A, B, C, D thì đều có dạng là gì đó, đúng không? Đấy là một cách, nhưng thầy có dạy các em một cách hay hơn. CO2 nước thì tỷ lệ khối lượng là 4,9:1, đúng không? Vậy là MCO2 chia M nước thì bằng 4,9:1. Vậy thì đặt MCO2 là bằng 4,9, đặt M nước là bằng 1. Vậy tìm được số mol của CO2 sẽ bằng. Được, Trần Quý Đô, tí em xem lại từ đầu được, nhưng mà em phải xem lại về tường nhá. Nhưng mà thầy nói thật với Đô là nếu mà
À, em xem lại sau này em sẽ ngán đấy, bởi vì là em sẽ chán đấy. 49 phần 440 N nước bằng 1 chia 18, đúng không? Thế vậy thầy đặt anh này là xích cắt đi, bởi vì tất cả ABCD đều là hydrocarbon. Nên thầy được là XG thì bằng NCO2 chia 2 lần N nước, đúng không? Vậy sẽ bằng này, NCO2 là 49 phần 440 chia 2 N nước là chia cho 1 nhân 2 phần 18. 49 40 chia cho mở ngoặc đơn 2 chia 18 bằng. Ừ, tí xem chậm được chuẩn đôi, nhưng mà bây giờ vẫn nên học cùng nhá. Bằng bao nhiêu? 1,002, vậy là bằng 1 chia 1. Vậy suy ra công thức đơn giản nhất của thầy nó là 1 chia 1 thì nó sẽ là CH. Suy công thức phân tử CH tất cả N lần. 1 chia 1 thì D loại này, B loại này, C loại chỉ có 6 chia 6 thì bằng 1 chia 1. Đáp án đúng chúng ta là đáp án này. Ok. Dễ không? Chỗ câu 24 này là thầy đã gõ nhầm nhá. Hydrocarbon thơm công thức là C8H10 các em ạ. Đấy, các em cùng comment xem nào. C66 đúng, Vũ Minh Đức, Nhật Toàn, thầy đến nhiều bạn comment đúng lắm, rất tốt. Các em học rất là ổn đấy. À, giải thích em ơi, cứ cháy của ankin à, cứ cháy của ankin benzen thì có điều đó. Giải thích thì hiện tại bây giờ đang là cái bài chữa bài nên là giải thích nó khó lắm em ạ. Giá mà em được học lớp offline hoặc online của thầy thì thầy có thể giải thích cho em kỹ hơn. Nó dựa vào công thức cháy em. Em viết cháy là ra đây, thầy tiện thể để viết cho các bạn không biết nhé. CnH2n trừ 6 nhé. Thầy có cộng oxy nhưng thầy không cân bằng nhé. Thầy lướt lướt cho các bạn để các bạn cùng hiểu tại sao có điều đấy. CO2 này cộng với N trừ 3 nước này. Thế thầy đặt này, anh này là 1, thế này là N, thế này là N trừ 3. Thì thấy là NCO2 lớn hơn N nước đúng không? Thế là N CO2 này trừ N nước có phải là N trừ đi N trừ 3 đúng không? Chia cho 3 đúng không? Thì bằng N cháy đúng không? Em thế mà xem, N trừ N trừ 3 thì bằng 3, 3 chia 3 thì bằng 1, 1 chính bằng N cháy. Ok. 24. C8H10 à. Hydrocarbon thơm là có bằng benzen rồi. 6 carbon cộng 2 carbon nhá, thầy vẽ nào. Một anh. 6 cộng 1 cộng 1. 6 cộng 1 cộng 1 xem nào. Một carbon cắm đây, một carbon cắm đây là một thằng. Một carbon cắm đây, một carbon cắm đây là hai thằng. Một carbon cắm đây, một carbon cắm đây là ba thằng. Về tổng cộng 1, 2, 3, 4 anh. Đáp án đúng đáp án C. Wow, rất nhiều bạn comment đúng. Thống đúng, cậu bé lạnh lùng đúng, Chipu Nguyễn đúng, Trang Chan đúng, Lương Ngọc Quyên đúng, Ngọc Candy đúng, Trần Văn Vĩ đúng, rất tốt. Đấy. Mình còn 20 câu nữa. Đấy, các em cứ comment nhiệt tình thế này thì thầy phải chữa hết cả cái đề này cho các em. Mình đến câu 43 cơ mà. Các em học có hiểu không? Bạn nào mà con mà học hiểu thì comment em cái xem nào. Học bài có hiểu không? Thầy biết đường này thì còn dạy chậm chậm. Có nhanh quá không các em? À, câu số 25 này. Chọn câu đúng. Benzen và ankin benzen là hợp chất không màu tan trong nước. À, các em nhớ rằng là cứ mỗi lần thầy livestream nhá thì fanpage của thầy lại gửi tin nhắn về trong phần tin nhắn của em. Thì nếu bạn nào mà không nhận được thông báo thì các em có thể vào phần tin nhắn trong mỗi cái tối nào kiểm tra phần tin nhắn thì sẽ nhận được cái tin nhắn từ fanpage của thầy gửi về cho các em. Thì em kích vào cái link để các em có thể theo dõi được livestream thầy nhá. Nhớ phải tương tác thật nhiều với fanpage của thầy thì sẽ được nhận. Cảm ơn nội bộ. Wow, rất nhiều bạn học nhảy hậu nha. Câu 25. Câu 25. Chọn câu đúng. Chọn câu đúng. Benzen và ankin benzen là hợp chất không màu tan trong nước. Tan trong nước là sai rồi. Benzen và ankin benzen là hợp chất có màu, có mùi thơm. Có màu là sai. Không màu. Benzen và ankin benzen, đấy tinh ý, sai một từ là sẽ. Benzen và ankin benzen là hợp chất không tan trong nước. Tan trong dung dịch hữu cơ có màu đặc trưng. Có màu là sai, không màu. Benzen và ankin benzen là hợp chất không màu. Đúng này. Mùi thơm đúng này. Không tan trong nước này. Tan trong dung môi hữu cơ này. Vậy đáp án đúng là đáp án D. Đấy, khá nhiều bạn comment đúng, rất tốt, chính xác. Câu 26. Câu 26. Chọn câu sai. 26 chọn câu sai. Benzen là một hydrocarbon không no. Sai, nó là hydrocarbon thơm. Benzen là một hợp chất thơm.
Không no là sai rồi. Vậy sai là ai? Đúng chưa? Biên gen nó là ai? Còn C, benzen có 3 liên kết xen kẽ, có 3 liên kết đôi xen kẽ, 3 liên kết đơn là đúng. Benzen tạo thành một vòng lục giác đều là đúng. Ok. Đấy, mình sang câu 27 nha. Được chưa? Mình sang câu 27, 25D rất tốt, nhiều bạn comment đúng thế. Mình sang câu 27 nào. Z cộng nước để tạo thành X. Để tạo thành toluen thì chắc chắn thằng Y của thầy nó phải là thằng benzen. Nhá. Thằng X 600 độ C để tạo thành thằng Y, vậy thằng X này chắc chắn là CH2. Thằng Z cộng nước để tạo thành CH2 thì nó chỉ có thể là CaC2. Vậy Z là CaC2. Đáp đúng đáp án B. Thầy viết phương trình cho các em nhìn nhá. CaC2 này cộng nước này để tạo thành CaOH 2 lần này cộng với lại C2H2 này. Được chưa? Sau đó này C2H2 này nhiệt độ này. Được chưa? Áp suất này, xúc tác này để tạo thành C6H6. Còn C6H6 hành toluen thì ok rồi. Thế không phải nói nữa. 27 đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án B nhé, do nhiều bạn bị nhầm thế. Mắt lé à các em. 27 đáp án phải B. B nhé các em, cả nhà nhá. Ừ, đúng rồi đấy, nhầm Vũ Y Đức đấy, đi thi chỉ một vài cái nhầm là chết rồi. Một lần sai là một lần nhớ nhá. Một lần sai là một lần nhớ đấy. Vào nước. Vào nước mà em, nhìn kỹ này. Nước thì chỉ có CaC2 thôi. Câu 28. Câu nào sau đây là sai? Đúng rồi, nhìn lộn. Đấy, lại đọc sai đề thấy không? Đề có thấy lừa kinh lắm. Câu 28 nào. Câu nào sau đây là sai? Toluen phản ứng brom hóa nhanh hơn benzen. Chính xác. Toluen phản ứng nitro hóa khó benzen. Sai. Toluen phải dễ hơn. Mất màu thuốc tím. Đúng. Dùng sản xuất thuốc nổ. Đúng. Vậy sai là B. Bỏ. Nhìn nhầm. Rồi. Ừ không, không sao ạ. Nhìn nhầm điều kiện. Không sao. Một lần sai một lần nhớ. Lần này nhìn nhầm. Lần sau đi thi không bị nhìn nhầm nữa. Câu 29. Thầy nhớ cái câu 29 này là câu mà isopropyl benzen nhé. Nó còn có tên thường là cumen. Các em nhớ. Cumen. Đấy, con trai thì có gì? Đấy, con trai thì có cumen. Ok. Vậy isopropyl benzen này, isopropyl benzen là này. C này, C này, C này. Tác dụng với clo. Tỷ lệ 1:1, các em lưu ý điều kiện nhé. Ánh sáng. Ánh sáng thì thế vào đâu? Thế vào carbon no. Thế hội này. Thế thì mình có này, clo ưu tiên thế hydro của carbon no và bậc nó phải cao nhất. Thế ở đây thì có này, anh này bậc 1, anh này bậc 3, anh này bậc 1, vậy phải ưu tiên thế và anh bậc 3 để tạo thành clo. Vậy là meta clo là sai, para clo sai, tại vì nó không thế vào vòng thơm. Được chưa? Đây, C6H5, CH, CH2, BR2 là vứt. Đúng không? Bởi vì thế clo chứ không phải thế brom đâu. Người ta ăn đúng, chúng ta đã bằng C. À, được chưa? Rất tốt, người tàng hình Trần Văn Thống, Nhật Toàn, Ngô An, Ngọc Kenny, Nguyễn Phong, Khánh Hà. Đấy, các em thấy có những cái buổi live stream thấy cực kỳ chất. Và tài liệu của thầy tặng cho các em cũng cực kỳ chất. Thế nên các em phải tương tác với fanpage thầy thật nhiều, chấm thật nhiều vào. Đấy, để nhận được tài liệu này, nhận được sự trợ giúp từ bản thân thầy. Đúng chưa? Dành cho tất cả các em team 2K2. Câu 30. Câu 30 rồi. Đến thầy xem video hôm nay được bao nhiêu xe. Ui sao ít xe đấy các em. Mới được 160 á. Ui hôm nay thầy khô máu như thế này. Mà đội này nó xe ít thế. Thằng nào đuối. Các em ơi các em xe nhiều nữa lên. Nhá. À không thế vào vòng thơm bởi vì đây là điều kiện ánh sáng. Thế vòng thơm nó cần phải là bột sắt. Nhiệt độ cơ. Được chưa? Hình như... 95 bạn đang theo dõi live stream của bạn nào mà chưa xe thì xe nhanh đi nhé. Không mấy nữa thầy chán nên là thầy bắt đầu đi ẩn xe. Câu 30 cho phản ứng này. CH2 chắc chắn tạo thành benzen rồi. Đúng không? Benzen, benzen, bromenzen vứt. Nitrobenzen vứt. Đấy chưa? Thế dòng Y.
Đấy, thế giờ thầy vẽ nhá. Thằng Y của thầy này, còn hoặc Y là bromenzen. Bromenzen. Hoặc Y là nitrobenzen. Thế em lưu ý này, nhóm N2 thì ưu tiên thế vào meta đúng không? Thế này là meta nhỉ chưa? Meta bro mà. Vậy thì N2 ưu tiên thế vào meta, vậy đáp án đúng phải là N2. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Được chưa? Nghe ơi, nhiều bạn comment đúng đấy. Người tàng hình Mạnh Hùng. Khánh Hà Ngô An. Tường Vi ơi em nhầm mất rồi. Tường Vi nhầm mất rồi, nhầm mất tí rồi không sao. Một lần sai một lần nhớ các em ạ. Không vấn đề gì cả. Câu 30 rồi đấy. Câu 30 rồi đấy. Mình sang câu 31 nhá. Câu 31 nhá. 31 này. Các em thấy thầy chữa phần khó kinh khủng không? Sắp tới thầy sẽ làm nhiều cái kinh khủng nữa cho các em. 13,44 lít khí acetylen. Acetylen là CH2. Số mol 13,44 chia 2,4 thì bằng 0,6. Đi qua than nung nóng 600 độ C thì thu được benzen là C6H6. Đây là ban đầu này. Phản ứng này. Sau phản ứng này. Sau phản ứng thì ba anh này mới thu được C6H6 này, số mol benzen này 12,48. Chia cho bảng bọc đơn 12 nhân 7 cộng 8 bằng. À no, sorry, benzen là 12 nhân 6 cộng 6 bằng 0,16 mol. 16 mol. Ban đầu benzen không có gì mà cuối cùng là có 0,16. Vậy ngay lập tức mình tìm được số mol benzen phản ứng là 0,16. Thầy suy ngược lại số mol của CH2 phản ứng là 0,16 nhân 3 chia 1. Thế nên thì có hiệu suất. Hiệu suất thì có phải bằng là số mol phản ứng chia cho số mol ban đầu không các em? Đấy, bằng số mol phản ứng chia số mol ban đầu nhân 100% luôn. Số mol phản ứng này 0,16 nhân 3 bằng 0,48 này. Chia số mol ban đầu này là 0,6 này. Mà nhân 100 thì nó bằng là 80%. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B. Wow. Rất rất nhiều bạn comment đúng nha. Ô nhưng hình như có bạn nội bộ bị nhầm mất nhỉ. Tiếc quá. Không sao cả, một lần sai một lần nhớ. Chẳng có sao. Xong câu 31 rồi. Các em nhớ phải tương tác và thật thật nhiều vào để mà còn nhìn thấy thầy xe, thầy like. Các em nhìn thấy bây giờ Facebook nó giảm tương tác rất kinh. Thế nên là các em mà không tương tác nhiều là chúng ta lại chẳng còn bao giờ nhìn thấy được nhau đâu. Mình sang câu tiếp theo, câu số 32. Wow, mệt bạn nhỉ. Mình livestream được hơn một tiếng rồi. Câu 32. Cố gắng cài nốt nhỉ. Từ 7,8 tấn benzen điều chế thuốc nổ TNT theo sơ đồ sau. Thế em nhìn nhá. C6H6 này. Vèo phát ra. C6H2. CH3. Nấu 2-3 lần. Thế thì tìm được số mol. Chúng ta chú ý này. Hiệu suất của cả quá trình bằng tích các hiệu suất. Thế hiệu suất đầu là 80%. Hiệu suất thứ hai là 80%. Vậy 80% là 80/100 nhé. Thì thầy sẽ được là 80/100 bằng tích các 80/100. Hai này nhân nhau thì có phải bằng 0,64 không? Đúng chưa? Ok, người tàng hình. Ui, Lương Quang Quyền đấy, tối nay học thầy mới nhìn thấy là bị sai nhiều chỗ đúng không? Nhớ xe về tường không trôi nhá. Trôi thật đấy, mình có này. Số mol benzen 7,8. 7,8 mà chia cho, thầy cứ coi là tấn, kg tấn đại yến coi như gam tính toán bình thường nhá. Vậy 7,8 chia cho 7,8 thì bằng 0,1. Tỷ lệ anh này là 1,1 rồi. Anh này là 0,1. Thuận nhân. Nhân 0,64 thì bằng 0,064 đúng không? Và thầy tính này. Nhìn kỹ, 0,064 nhân bằng ngoặc đơn này. 12 nhân 6 đúng không? 12 nhân 6 cộng với 2 cộng với C3 là 15. Cộng với NO2 là 46. Nhân 3 bằng 14,528 tấn. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án C. Nhá các em. Ok, Nguyễn Phong đúng. Chipu Yến hình như bấm nhầm máy tính hay sao nhỉ? Tích nhiều cho nhiều chính xác. 32 đáp án C. Đấy, có rất rất nhiều bạn comment đúng. Tương tác thật nhiều thì sau này mới nhìn được thầy. Mới nhìn được những cái bài mà thầy like khủng cho các em. À, câu 33. Câu 33. Câu 33. Đấy. Muốn điều chế 22,2 tấn TNT. Đây, TNT bên trên này. Thì phải dùng bao nhiêu tấn toluen? Thế thì toluen ở đây. Toluen thì viết là C7H8 nhé.
để tạo thành TNT thì công thức bên trên này rồi. Đây là công thức này này. Đây là TNT. Thế lấy xuống. C6H2 CH3 NO2 tất cả 3 lần. Hiệu suất cả quá trình 80%. 80% là 80 phần 100 đúng không? 80 phần 100 là 0,8. Chúc mừng Lương Quang Quyền. Càng sai nhiều thì càng giỏi nhiều. Chúc mừng em. Thế là đây là 80% là 0,8 nhé. 2,7 tấn này. Thì mình tìm được số mol này. Kg tấn tạ yến coi như gam tính toán bình thường. Chia mở ngoặc đơn này. 12 x 6 cộng 2 cộng 15 cộng 46 x 3 bằng 0,1 mol. 0,1. Tỷ lệ này là 1. 1 thuận nhân là đây 0,1 x 1 chia 1 bằng 0,1 nhé. Xem đọc cái thầy này. Thuận thì nhân, nghịch thì chia. 0,1 chia 0,8 ra số mol của C7H8. 0,125. Vậy thì tìm được khối lượng luôn. Nhân 12 x 7 cộng 8 bằng 11,5. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok chưa các em? Trần Đại Dương bị sai mất rồi, chắc em bấm máy tính nhầm à? 33 chúng ta là đáp án C. Đấy, nội bộ cũng bị nhầm mất rồi. Hình như đội này quên chưa chia hiệu suất. Đúng không? Nhiều đứa chọn đáp án A là quên chưa chia có hiệu suất này. Nhớ cho thầy thuận nhân nghịch chia nhá. Lương Quang Quyền cũng bị sai rồi. Một lần sai một lần nhớ, thì hy vọng là cái lần này sai thầy sẽ giúp các em sai thật nhiều. Thầy giúp các em sai thật nhiều để các em nhớ thật nhiều. Chúng ta còn 10 câu nữa thôi các em ạ. Chúng ta còn 10 câu nữa thôi là kết thúc cái buổi học tối ngày hôm nay. Các em học thầy với thầy tối ngày hôm nay hiểu bài chứ? Bạn nào mà thấy hiểu bài thì comment từ hiểu này xem nào. Bạn nào thấy hiểu bài thì comment từ hiểu này. Xong rồi xe ngay lập tức một xe về tường. À, em ngu à? Ok. Ngu không sao cả. Lại chia. Không sao. Chậm. Bây giờ thầy lại dạy chậm rồi. Vừa nãy thì câu 32 với câu 33 nó giống nhau nên thầy nhanh. Vũ Minh Đức quên hiệu suất. Những câu không cần cân bằng mol là kiểu như cân bằng carbon ấy. Không em ạ. Cái thằng này thì đâu cần cân bằng carbon. Bởi vì là câu 33 số carbon hai vế bằng nhau mà. Chưa hiểu. Đấy. Những bạn nào mà hiểu bài thì comment hiểu nhá. Tính loạn mất. Em cứ nhớ cho thầy là thuận nhân nghịch chia là ok. Thấy chưa? Tên hợp chất sau đây. Xem nào, đánh số nào. Đánh số nào. 1 2 3 đúng không? Vậy sẽ là gì nhỉ? 1 etin 2,3 dimetin benzen. Etin phải đọc trước em nhé. E được trước, D đọc sau. Nên là 1 etin 2,3 dimetin benzen. Ok. Chàng chàng, thank you em. Ask the test. Đúng rồi Nguyễn Quỳnh. Nhanh quá dễ loạn. Ok. Tuyết Nhi rất tốt. Một like cho Tuyết Nhi. Một like cho Tuyết Nhi. Đã xe rồi. À ngoan là nếu mà em vào hơi muộn thì em có thể xe lại về tường ấy, xong rồi tí nữa em kích. Xong rồi em có thể theo dõi lại để từ đầu. Nhưng mà để cách tốt nhất thì các em nhớ tương tác với thầy thật nhiều nhé. Xong rồi là cứ 20 giờ 15 tối thứ bảy là phải lên để hóng thầy live stream. Thì là ngay tức là nhận được thông báo ngay. Ngu đến đâu học lâu cũng thấm, chính xác em. Câu 35. Tính khối lượng brom để điều chế 3,29 kg tri-brom toluen. Thế thì brom à? Thế mình nhớ phương trình nhé. Điều chế toluen thì nó phải là đi từ toluen này. Thầy viết phương trình này cho chúng ta dễ nhớ. CH3 cộng brom. Thế ra là tri-brom. Thì anh này là CH3 này. Brom này. Brom, anh này là tri-brom toluen đúng không? Cộng HBr. Thế mà, nên anh này phải 3, anh này phải 3. Vậy thì viết lại cái công thức phân tử nhé. C7H8 ăn 3 brom để tạo thành C7H8, bỏ đi 3 hiđro thì còn H5 Br3. Hiệu suất 50% là 0,5. Vậy thì tìm được số mol này. 3,29 kg. Kg tấn tạ yến coi như gam tính toán bình thường. Chia cho này. 12 x 7 cộng 5 cộng 80 x 3 bằng 0,01 mol. Vậy thầy lại suy ngược lại. À, brom cơ. 0,01 x 3 chia 1 bằng 0,03. Thuận thì phải nhân, nghịch thì chia. Thế là chia. 0,5. 0,03 chia 0,5. Được bao nhiêu nhân với? Brom Br2 là 80 x 2 là 60 đúng không? 9,6 kg. Đáp án B. Ok Quyền. Lưu Quang Quyền chính xác.
Nguyễn Diệu Quỳnh, Nguyễn Dương Phi. Đấy, tuy em vào muộn nhưng thầy dạy hành. Máy em comment cả buổi mới lên, đúng rồi, rất tốt. Mình sang câu 36 nhá. Sang câu 36 là phải nhớ lại cái kiến thức lúc nãy đầu buổi thì nói. Đấy, cứ bên gen là phải nhớ thằng này. Em nhìn kỹ nhá, đề bài bảo này. Thực hiện phản ứng thế brom tỷ lệ 1:1 vào những chất sau. Cho đủ xúc tác và điều kiện cần thiết. Những chất nào sản phẩm thế là octo hoặc para. Muốn thế octo para là đây này. Thì nó phải no. Đúng chưa? No là ankin này, CH3 được này. COH là meta rồi, loại. HS3 cũng loại. NH2 lấy. Vậy là 1 và 4. Được chưa? Chỗ này thì bổ sung thêm NH2 nữa. Nhóm thế no. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 1 và 4. Thanh An cũng vào muộn, không sao mà. Mạng yếu á, chắc là do tay thầy đấy, nó nhận nét. Cô 35 không cân bằng lộn đâu em. Cô 35 thầy cân bằng brom rồi mà em. 36 là 1 và 4 em nhé. C6H5 nữa 2. Tuần sau em ạ, tuần sau là sang ăn côn. 36IC. Đúng rồi Nhật Toàn ạ. Bởi vì thằng CS3 là no, thằng nữa 2 cũng no nhé. 35 đúng, có nhiều bạn bị giải sai đấy. Nhiều thầy cô ở trên trường cũng bị giải sai câu 35. Nên là dẫn đến các bạn bị sai đấy. Nhá. Thầy không cân bằng sai đâu. Các em có thể xe xong rồi các em xem lại cách giải này mới là chuẩn này. Thầy sang tiếp nhé. Câu tiếp theo nhé. Câu 37 nhé. Uầy các em ơi, mình chỉ còn có 37, 38, 39, 40, 41, 43 nữa thôi là hết buổi live stream ngày hôm nay rồi. Đấy, các em comment thật nhiều nhá. Mình còn có vài câu nữa thôi. Công thức phân tử của metaxylen. Metaxylen, xylen anh này. Một carbon này, meta để ốc thô này. Đây meta. Vậy có mấy câu không? 6 cộng với 2 là 8. Loại. Loại. Đếm hát thôi. Thằng hát 3 này. Thằng hát 3 này. Hát. 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 6, 7, 8, 9, 10. C8H10. Đúng chưa? Đáp án đúng chúng ta đáp án C. Câu 38 nhá. 38 hay này. 38 hay này. Để đốt cháy 13,35g chất A là đồng đẳng của benzen. Đồng đẳng của benzen là CN H2N-6 đúng không? Thế đốt cháy oxy thì ra được CO2 cộng nước đúng không? Đúng chưa nào? Được chưa nào? Thế thì khối lượng này là 13,35 nhá. Lít oxy là 29,904. 29,904 chia cho 2,4 thì bằng 1,335. Thế để giải bài này nhé. Thì đầu tiên thì đọc số mol CO2 là A, số mol nước là B này. Thế thì sẽ có phương trình đầu tiên là bảo toàn nguyên tố oxy nhé. Oxy hai vế bằng nhau. Đây oxy ở vế phải này thì chỉ có trong CO2 là 2A. Cộng oxy là B thì bằng số mol O2. Đây có 2 oxy là 1,335 nhân 2 nhé. Nhân 2, chỗ này giống nhân. Được chưa? Phương trình thứ hai thì mình có là bảo toàn khối lượng. Đây là khối lượng hydrocarbon đúng không? 13,35 thì bằng này, khối lượng carbon này thì là bằng 12A. Cộng khối lượng hydro này bằng 2B. Thế thì bấm máy tính giải hệ ra ra. 2 bằng 1 bằng 1,335 nhân 2 bằng 12 bằng 2 bằng 1,335 bằng 1 và 0,0675. A bằng 1,00125. B bằng 0,6675. Vậy ở đây thì được này. Vậy ở đây thì được này. Thằng carbon chia thằng hydro. Số mol CO2 chia 2 lần số mol nước sẽ bằng 1,00125 chia cho nước 2 lần số mol nước. 0,6675 nhân 2 bằng cân bằng rồi tính là được em ạ.
1,335 bằng 1,00125 này chia cho 1,335 bằng 0,75. 0,75 thì bằng 3 chia 4 nhỉ? 3 chia 4, vậy thì như ngay mình tính thì nó chỉ có thể là C9H12 là thỏa mãn thôi. Thế mà anh C9H12 thỏa mãn lúc nãy mình làm rồi, thì bao nhiêu là công thức cấu tạo thỏa mãn nhỉ? Đồng đẳng ở bên gen mà, thì có 8 đúng không? Mới thể chữa rồi mà. B, chính xác. Chia tỷ lệ mol và hệ số mẫu. À, được em ạ. Thì có hai cách, một cách là chia tỷ lệ, một cách là làm hệ số. Em thích làm cách nào cũng được. Câu 39 nhá. Câu 39. Câu 39. Câu 39. Đốt cháy hoàn toàn hydrocarbon, thu được CO2 hơi nước tỷ lệ 77/18 khối lượng. Nếu làm bay hơi 5,06A. Đấy, bây giờ thầy là dùng cách làm nhanh. Thì có bay hơi này, thể tích hơi đúng bằng thể tích này. Suy ra này, số mol của A chính bằng số mol của oxy bằng 1,76 chia cho 32 bằng 0,055. Vậy đây thầy tìm được phân tử khối của A. 5,06 chia 0,055 bằng 92. Metin benzen là C7H8. Thầy có phân tử khối bằng 12 x 7 cộng 8 bằng 92. Lấy luôn. À, đúng chưa? Nhanh không? Cực kỳ thần sầu, cực kỳ nhanh. Câu 40. Câu 40 nha. Có 4 tên gọi, đó là tên của mấy chất? Đó là tên của mấy chất? Octoxylen. Octoxylen này. Octo. Octodimethylbenzen, các em hay yếu phần đọc tên đó. Đây, octodimethyl, hai thằng này là một rồi. 1,2 dimethylbenzen. Vẫn là 1,3 này trùng nhau. Ethylbenzen. Khác nhau. Vậy là tên của hai chất thôi nhỉ. Ba này là một. Riêng này khác. Vậy là tên của hai chất. B. Nhiều bạn nhầm. Vân bị nhầm này. Nhật toàn nhầm này. Không sao, một lần sai là một lần nhớ. Chẳng có vấn đề cả. Học thấy nó phải sai thật nhiều. Oh yeah. Mình ra câu 41 nhá. Để thu được TNT, người ta cho 23 kg toluen. Toluen là C7H8 nè. Tác dụng với HNO3 đặc dư thì phải ăn lấy 3HNO3 đúng không? TNT và trinitrom, thầy chỉ ghi này thôi. Thế thì tính khối lượng của dung dịch đã. Thế thì ở đây thầy tìm được số mol của toluen là 23 kg tấn tại yến coi như gam. 23 chia cho 12 x 7 cộng 8 bằng 0,25. Thì thầy suy ra được số mol HNO3 0,25 x 3 bằng 0,75. Được chưa? Thế đến đây thì tìm được khối lượng của HNO3 nguyên chất sẽ bằng 0,75 nhân với lại 92. À, nhân với anh này là nhân với 63. Như đây để bài hỏi là mờ dung dịch nhé. Chúng ta cần lưu ý này. C% bằng mờ chất tan chia mờ dung dịch. Vậy đây mình có sẽ bằng suy ra m dung dịch bằng m chất tan chia C%. Chào Doãn Trường Phát. Đã dạy đến benzen rồi. Tuần sau thì thì học đi em nhá. Vậy sẽ bằng này. 0,75 nhân 63 chia cho C%. C% đây đề bài cho bằng 63% là 0,63. Vậy nó bằng là 75. Đúng không? Vậy là 75 kg. Đáp án đúng đáp án A. Thầy thấy rất rất nhiều bạn comment đúng, rất tốt. Nhật Toàn này, Nội Bộ này, Ngô A, Nguyễn Phong, Cao Văn Vũ, Nguyễn Trạng, Phạm Mai Trang là những bạn comment từ đầu đến cuối buổi hôm nay. Học hành rất là tốt. Đấy, thầy cực kỳ quý những bạn này. Quay pin của thầy còn 20% may thế. Giờ còn một câu nữa thôi. Câu 43. Chất A là đồng đẳng của benzen. Bây giờ thầy dùng cái cách mà các em thích này. CnH2n-6. Đốt cháy hết thì ra được NCO2 đúng không? Thầy tìm được số mol của A là 1,5 gam này.
chia cho này 12N cộng 2N trừ 6. Số mol CO2 là 2,52 chia 2,4 bằng 0,1125. Bây giờ thầy sử dụng đường chéo nhá. Thầy có 1,5 chia cho 14N trừ 6 nhân N thì bằng 0,1125. Đến đây thầy được 1,5N chia cho 0,1125 để phân số 40/3 N thì bằng 14N trừ 6. Đến đây thì tìm được N luôn nhỉ. 14 trừ N bằng 6 chia N bằng 9. N bằng 9. Vậy suy ra nó là C9H12 bằng C. Hết rồi các em ạ. Buổi tối hôm nay thầy với các em vừa cân benzen. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào 20:15 tối thứ bảy hàng tuần trên fanpage của thầy nhá. Chúc cả nhà ngủ ngon, chào tạm biệt tất cả các em. Nhớ tương tác với thầy thật nhiều để còn nhìn thấy cái video livestream.